Xin chào tất cả mọi người nha. Nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người làm món mồi cá mè các bạn nhé. Đây là nguyên liệu gồm có là khoai lang luộc với sữa ông thọ này, với cả bơ me rang và mật ong các bạn nhé. Đây, nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chế ra cái mồi của cá mè. Đây các bạn nhé, khoai lang luộc mình đã luộc và bóp rồi các bạn nhé. Đây là các bạn hãy luộc khoai lang xong là bóp ra như thế này, xong là để tầm khoảng nửa tháng các bạn nhé, để nó chua lên thì đi sâu sẽ hiệu quả hơn. Đấy, giờ mình sẽ cho bơ vào. Này mình làm đi câu luôn các bạn nhé. Củ khoai này mình là 2 cân các bạn nhé. Cho bằng này các bạn nhé. Sau đó mình cho mật ong các bạn. Hoặc là cho sữa ông thọ các bạn nhé. Bởi vì cá mè nó thích chua và ngọt và thơm các bạn nhé. Giờ mình sẽ trộn đều lại các bạn nhé. Này nói rất chi là mềm này, chú mình sẽ cho một mình lúc mình câu ấy thì mình cho bột mì vào để cho nó khô hơn một tí các bạn nhé. Để mình cho vào câu lên xe cho nó dễ. Rồi rất là thơm luôn, thơm phức luôn các bạn. Chúng mình cho một mì vào cái tên này. Rồi xong các bạn nhé. Chúc các bạn thành công nhé.